cùng nghe luôn cái âm thanh cây đàn này, sau đó là chúng ta sẽ chia sẻ thêm những cái vấn đề khác. Vâng, xin mời các bạn. Điều của bài Lá Rụng thì vẫn hay thử đàn cho các bạn nghe. Và các bạn thấy đấy, âm thanh của cây U3M thì nó là cái dòng đàn mà rất là bên Nhật họ sản xuất rất ít thôi. Thường chúng ta thấy U3M xuất hiện từ khoảng đầu 3 triệu 3. Đấy, 3 triệu 3 cho đến khoảng 3 triệu 6. Vâng, 3 triệu 6 và đến 3 triệu 7 là người ta sang U3A rồi. Đấy, thế nên là cái khoảng khoảng đàn nó rất là ít. Thế nên là những người khó tính, người khó tính thì thường rất hay tìm đến U3M bởi âm thanh của nó rất là hay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe từng phím một của cây đàn này. Vâng, Hiếu đã cố gắng đánh hơi chậm một chút từng âm một để các bạn nghe rõ hơn. Và các bạn thấy rằng là màu sắc âm thanh của 88 phím nó rất là đều. Đấy là một trong những điều kiện mà để chúng ta chọn mua một cây đàn piano. Đấy. Nếu như các bạn thấy rằng là vùng trầm nó bị tối quá hoặc là vùng trầm nó bị đục xong là sang vùng cao ạ. Vùng trung nó lại bị chói quá. Đấy, sang vùng cao thì nó lại bị tóe lên ạ. Thì cũng không tốt. Đấy. Nó như là giọng ca của một ca sĩ, nó sẽ phải từ những nốt trầm người ta hát cho đến những nốt rất cao, nó vẫn trên một cái màu âm thanh, thì đấy là rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ thử cái kỹ thuật khó, ví dụ như là một cây đàn đáp ứng được như thế này. Đó, các bạn thấy là tốc độ của phím của cơ búa máy nó phải hoạt động rất là nhanh để đáp ứng được cái tremolo này. Thế nên rằng là chúng ta khi thử đàn sẽ phải thử được ở những kỹ thuật khó như vậy. Vâng, như một tiếng nổ những cây đàn rất là chắc chắn các bạn. Vâng, bây giờ chúng ta cùng xem cận cảnh chữ Yamaha. Đó. Rồi. Đấy, lá nhạc. Chúng ta xem cái nắp. Vâng.
Đó, cái nắp cũng rất là đẹp. Rồi. Các bạn thấy rằng là đặc điểm nữa là chúng ta nhìn thấy ở đây là cái gót phím của dòng M ấy, bao giờ nó màu cũng rất là đậm đậm như thế này. Chúng ta để ý như vậy. Và các bạn xem phần phía bên dưới của cây đàn. Các bạn thấy này, đấy là cái bê đan này được bảo dưỡng lại rất là sáng sạch như thế này. Đấy. Chúng ta xem bên trong. Thì thấy các cái đầu dây này, đấy, các bạn để ý các cái đầu dây này, đấy hoàn toàn rất là tốt. Vâng. Đây, suốt cả dọc này. Đó. Và chúng ta chú ý là các cái dây mà cuốn đồng này, đấy cũng được bảo dưỡng lại theo đúng cách của nó. Chứ không phải là chúng ta cứ bôi thuốc đánh đồng vào đó các bạn nhé. Đấy. Nó phải có những cái chất liệu vật liệu chuyên dụng thì mới đảm bảo dưỡng được cái đó. Cái vai này rất dễ bị xây xước nhưng Hiếu thấy là đang rất là ok, không có vấn đề gì cả. Đấy, rất là đẹp. Vâng. Nắp trên này, bản lề. Vâng. Cũng đẹp. Cái vai bên này. Đó. Kiểu dáng của UAM với UBH thì nó cũng không có gì khác nhau cả. Vâng. Nhưng mà sang là UAM thì cái âm thanh lại hay hơn một chút. Vâng. Chúng ta xem cái sao bót này. Đây. Các bạn thấy là sao bót là nó được ghép bởi rất nhiều các cái miếng gỗ. Đấy, nhưng mà cái chính chúng ta nhìn thấy là các cái miếng gỗ này nó không bị tách nhau ra. Nó không bị người ta gọi là slip sao bót. Và nó đảm bảo cái màu sắc âm thanh rất là tốt. Đấy, các cái tay sách này rất là chắc chắn. Rồi. Chúng ta cùng trở lại với phần bên trong của cây đàn. Và với phần bên trong cây đàn thì cái đầu tiên các bạn cần quan tâm đó là cái chốt pin. Trước hết này, chúng ta cùng xem đây. Cái dòng mà UBH mà từ 2 triệu 8 trở lên cho đến UBM vân vân sau này thì họ đều có một cái tem đồng như thế này. Đấy, và khắc cái số series ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy rõ số series này. Đấy, cho nên rằng là chúng ta chú ý cái đó là một dấu hiệu mà cũng khó làm giả. Đấy, các cái chốt pin này nó cao đều nhau. Và các bạn để ý thấy rằng là nó đều có 3 vòng dây quấn như thế này. À. Nếu các bạn phát hiện thấy một cái pin nó bị lòi ra hoặc là một cái pin nó to hơn thì chúng ta phải xem lại cái đàn đó. Đây, cái dây được bảo dưỡng rất tốt, các bạn nhìn kìa. Đấy, tiếp theo là phần búa này. Đấy, các bạn nhớ là úp móng tay xuống nhé, ta vuốt như này. Yamaha, đấy, búa zin của dòng này. Đấy. Phần giữa này thì thường là rêu ráo nhất bởi vì là người ta chơi nhiều, những cây đàn này còn rất là chặt. Rất chặt, tôi tin chắc là action được đánh giá rất là cao. Và tiếp theo chúng ta cùng xem ra dạ lò xo dây cò. Và đó, rất là đều các bạn ạ. Nếu mà nó rất mới thì không phải, nhưng nó rất đều, hơi cũ theo thời gian một chút thôi. Vâng. Cây đàn này đã được Hiệp hội Piano đã qua sử dụng của Nhật đánh giá là gì? Vâng. Yamaha U3M series 3 triệu 4 sản xuất năm 1981 với đánh giá là body B cộng, key B, pin A, action B và support A. Vâng, body B cộng, key B, pin A, action B và support A. Nếu mà nói từ B trở lên là chúng ta dừng, rất là yên tâm rồi. Đó. Ngoài cái bàn tay mà chúng ta kích nhiệt vào đây, bàn tay màu hồng này sẽ nhạt đi một chút. Đấy, thậm chí là nếu độ nóng cao nó có thể sẽ trở thành màu trắng. Đấy, các bạn thấy như vậy. Thì chúng ta có thể soi cái tờ giấy này lên. Soi lên trước thì sẽ có cái chữ gọi là không thể photo ở đây được. Đấy. Gọi là copy cái paper. Đấy, thì các bạn để ý nhớ là cái chữ đấy chìm ở bên trong. Vâng, cái đó là những đơn vị làm giả sẽ không thể làm giả được. Vâng.